Xe còn động cơ luôn nha bạn. Đấy. Hai cầu ạ. Xe ba cầu ý. Ba chân. Ủa, cao sâu 3-4 mét gì đấy. Mình phát hiện ra một chiếc trực thăng UH-1 còn khá là nguyên vẹn. Có khi trùng tu là bay được đấy. Đấy. Đây, hai chiếc xe Jeep. Vẫn đánh lái đây các bạn. Cờ đánh răng xe vẫn còn máy móc vậy. Đấy, pháo phòng không à, mình không dành súng đạn. Mình im mấy cái này vẫn dùng được ạ. Còn mới lắm, khả năng là vẫn sử dụng được bình thường. Có vẻ khẩu to nhất vậy. Chiếc UH-1 vậy. Chiếc này thì động cơ đồ này chắc có thể là trục chuyển động cánh như sau. Chiếc chuyến thăm vận tải à. Chụp xa cho mới được cái này. Đứng chụp gần chứ đứng ngay chỗ xe tăng nó. Chiếc này là chiếc C130. Xuất năm 70. Dài 29,8 m, rộng 40,4, sải cánh 40 m, to thật cả. Lối vào địa đạo các bạn. Đây có súng rồi. Đây là các cái máy điện đàm vô tuyến các bạn. Thoại à. Thoại à. Tuyến à. Tuyến điện à. Nhân dân liên lạc à. Chính trưởng với cả chỉ huy vậy. Đèn măng sông rồi. Này sản xuất của Đức rồi. Mùi nhôm. Và lì của Mỹ. Mùi nhôm. Vỏ bom rồi. Bình Đức sang Mỹ. Súng DKZ rồi. Khẩu DKZ. Xích xe tăng xe ủi đấy. Bom pháo của Mỹ trên đất Phủ Chi.
người dân đã đào được. Đó, 105 ly. Ống phóng rocket. Ống phóng rocket này trên máy bay. Ba giữ vé ở trên ba đi địa đạo Củ Chi, là mình giữ làm kỷ niệm luôn ạ. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi gia đình mình sẽ đi thẳng vô trong ạ. Dạ, thêm dạ. Một logo nữa. Dạ. Dạ. Anh nhìn cái cây nó tự mọc này hay chưa? Không có ai đi, không mình con à? Dạ, con đi đi. Đây là giếng nước. Có nước thật này. Được. Chỗ này cao khoảng 1 mét các bạn. Đây. Đây. Này này cho được đi các bạn. Đi bên này á. Này là cong người. Có. Đây rồi, sang đây rồi. Đây con trai em nó chui thì em không dám chui nha cả nhà. Em không dám đi. Này thẳng bên cái cầu thang thẳng người được các bạn. Mà dốc lắm. Con sang con chui lại đi chứ hồi nãy mẹ không quay con chui. Rồi xong bên kia chui lại lần nữa để cho mẹ quay cái đoạn bắt đầu chui xin lên. Từ đây. Under. Okay. Straight arm, straight arm. And go down like this. Yes. Straight arm đúng rồi. Đó 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 đó. Yes. This beer. That's cool. Lên đây. Hello man. That's great. Amazing. You made it. And then after that, they do surgery everything and they send them into inside the facade. Đấy, mình vừa mới chui lên từ căn hầm giải phẫu các bạn, cùng với cái hầm quân y bên kia. Đây là phòng học của bộ tư lệnh. Thôi để coi coi mấy anh chị đi đi ké theo. Có nghĩa là đi từ đây là xuống phòng họp. Qua cái phòng họp xong bên phải là lối hết. Đi rồi không? Đi rồi không? Đi rồi không? Vâng. Vâng. Mình quên bật đèn flash điện thoại. Đây là độ tối thực tế trong cái hầm các bạn. Ở đây bật đèn lên đi tiếp. Mình có thể nghe giọng bên trên nữa các bạn. Mét 2. Đây là tham mưu trưởng các bạn. Đấy, tư lệnh. Rồi mình tiếp tục đi các bạn. Trong cái cực kỳ tối. Đây là cái hộp trồng. Là 3 mét này. 15. Trời ơi, 3 mét. Nào, mét 2 các bạn.
Đây, nó sẽ đi 30 mét thôi. Trải nghiệm là thú vị các bạn. Đi chỗ ui giời. Trái hết lên các bạn. Ui. Ui giời ơi. Chỗ này khoảng 50 phần của anh. Bò chứ. Ui. Rồi lên đây được. Ui. Này sắp tới mặt đất rồi. Đất. Cây gỗ. Cái hầm để có ánh sáng được cái bên này các bạn. Bây giờ tôi sẽ đi lên. Ui mình thấy con rơi vậy đây các bạn. Ui. Đi lên. Nó đang đứng chờ dưới đây, tưởng người ta đi lên. Giờ ấy làm ba phải đi kêu người ta để kiếm. Chạy lại báo với người ta là con lên rồi đi. Sợ. Em gặp con rơi ở dưới, khiếp rồi chạy lên. Hả? Rơi hả? Rơi. Bày ngang luôn rồi. Đây này có cái bếp hoàng cầm rồi bạn. Mình ra quay bếp hoàng cầm. Làm ăn uống các bạn. Đây bếp hoàng cầm các bạn. Khói nó đi rơi khác đi. Này có khói các bạn. Đó, đang cháy các bạn. Bếp hoàng cầm thật luôn nha. Trời ơi, nó dốc. Cái đường hầm nó dốc, mình phải bám tay vào đây mới leo lên được nha cả nhà. Bật thang này 40 phân các bạn, rất là dốc. Che cây các bạn. Lưng mình nghe trước mình một cái hộ được. Cứ đi xa ra ít nhất là khoảng từ 30 mét trở lên. Khói bắt đầu nó tản tản đi con trai. Số cái ổ này nó đầy cái qua ổ khác. Một số thì nó từ từ nó hòa tan trong nguồn đất. Một số nó bốc lên mặt đất rất ít như thế này. Đó là máy bay Mỹ nó không phát hiện được. Này là chú ý chấm máy bay thôi, chứ bộ binh thì đi tới sát bên thì họ thấy, còn này chấm máy bay. Thank you.